Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang sinh ngày 21 tháng 12 năm 1923, người gốc Hải Dương, nhưng quê quán tại tỉnh Quảng Bình, xuất gia năm 1938, sau đó vào Huế tu học và gắn bó với Phật giáo cố đô Huế trong khoảng thời gian dài. Sau ngày thống nhất đất nước, Đại lão Hòa thượng có khoảng thời gian gắn bó với một số chùa ở thành phố Hồ Chí Minh như chùa Ấn Quang và tu viện Quảng Hương Già Lam. Khoảng thời gian rời xa xứ Huế, Hòa thượng Thích Trí Quang chuyên tâm tu hành, đồng thời viết sách, dịch và chú giải kinh. Thông báo trên trang web của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh Giáo Việt Nam. Đến năm 2013, sau khi đã 90 tuổi, Hòa thượng mới quay trở lại chùa Từ Đàm ở Huế và tu hành tại đây cho đến khi viên tịch. Lúc sinh thời, Đại lão Hòa thượng từng soạn ra hàng trăm bài khảo luận dựng lại tinh thần Phật giáo trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo, làm nền tảng cho Phật học và thái độ ứng xử theo chánh pháp. Hòa thượng Thích Trí Quang đã để lại tâm nguyện sau khi viên tịch 6 giờ sẽ nhập niệm, sau đó sẽ thiêu, không báo tang, không thành Phật, không phúng điếu.